Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy nổi tiếng về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, có thể nói nửa đầu năm 2020 quả thực là khoảng thời gian đầy biến động với rất nhiều thăng trầm. Nào là dịch bệnh, thiên tai khiến cho cuộc sống của chúng ta đều trở nên khó khăn gấp bội phần. Chắc hẳn cho đến lúc này, bất cứ ai cũng đều mong muốn có thể trải qua nốt những tháng cuối cùng của năm với chút may mắn ít ỏi để có động lực đón chào một năm mới bình an, tốt đẹp. Tử vi học dự đoán, sắp tới đây, 12 con giáp trong tháng 9 âm lịch sẽ có một bước ngoặt lớn. Có những con giáp sẽ trở nên may mắn gấp bội. Sau tất cả những khó khăn đã trải qua, thời gian còn lại của năm 2020, những con giáp này sẽ gặt hái được quả ngọt, may mắn và tiền tài ùa về. Công danh sự nghiệp đều phát triển vô cùng vượng. Lại có những con giáp vô cùng xui xẻo, vẫn cứ đen càng thêm đen, từ sự nghiệp đến sức khỏe. Vậy quý vị và các bạn có thắc mắc, đó là những con giáp nào sẽ đón quả ngọt và những con giáp nào sẽ ngậm trái đắng? Kênh Phong thủy Gia Cát xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị và các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên là tuổi Tý. Theo tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch của 12 con giáp, trên cơ bản, tháng này là một tháng khá tốt đối với người tuổi Tý, chủ yếu là trên phương diện sự nghiệp. Nhờ có chính quan chỉ đường dẫn lối, bạn có thể chọn được những hướng đi đúng đắn cho mình. Nếu luôn giữ tinh thần làm việc nghiêm túc, có đầu có đuôi thì nhiều khả năng bạn sẽ được lãnh đạo tin tưởng, mở ra con đường phát triển cho tương lai. Thời điểm này, bạn nên nhìn thẳng vào thực tế trước mắt để có thể lập ra những kế hoạch khả thi. Bạn không nên dành quá nhiều thời gian cho sở thích cá nhân, vừa gây ảnh hưởng đến sức khỏe, vừa khiến công việc dễ xảy ra sai sót. Trên phương diện tài lộc, bạn làm ăn khá tốt, chủ yếu là nhờ bạn hợp tác được với những đối tác khá tin cậy. Có thể lợi nhuận sẽ không đến với bạn một cách nhanh chóng và ồ ạt, nhưng có thể nói bạn đang bước đi những bước khá ổn định trên con đường làm giàu. Tuổi Sửu. Xem tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch của tuổi Sửu, tháng này là một tháng có khá nhiều sự thay đổi và biến động đối với người tuổi Sửu. Bạn cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần ứng phó mới có thể đạt được điều mà mình mong muốn. Trên phương diện sự nghiệp, do tác động của cục diện tương hình mà bạn sẽ phải chịu khá nhiều áp lực về tinh thần. Có thể bạn sẽ được giao cho phụ trách những công việc khá trọng đại hoặc phải càng đáng nhiều nhiệm vụ cùng một lúc. Vì thế mà bạn sẽ luôn ở vào trạng thái căng thẳng, thậm chí là vất vả. Về cơ bản, bạn vẫn làm ăn khá tốt bởi có nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy bạn có những mục tiêu rõ ràng và luôn chăm chỉ, cần cù để hướng tới đích đến mà tự bản thân mình đã đặt ra. Tuy bạn vẫn sẽ vướng phải những khó khăn, thế nhưng đó là những điều bất khả kháng mà bạn buộc phải vượt qua nếu muốn thành công. Sao Tốt Thiên Đức cũng sẽ giúp đỡ bạn phần nào để đạt tới thành công một cách nhẹ nhàng hơn. Tuổi Dần. Có thể thấy rằng tháng 9 âm lịch là một tháng khá may mắn đối với người tuổi Dần, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Chỉ cần cố gắng là bạn sẽ nhận được thành tích đáng ngưỡng mộ. Nhờ có tam hợp nâng đỡ, bạn gặp được nhiều điều thuận lợi đến bất ngờ. Quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn có nhiều cơ hội tiếp xúc với những cơ hội triển vọng, giúp sự nghiệp phát triển. Trên phương diện tài lộc, tháng này là thời điểm thích hợp để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn hoặc xây dựng những mối quan hệ khách hàng, đối tác mới. Khoản tiền mà bạn kiếm được chủ yếu sẽ đến từ những hoạt động này. Nguyệt lệnh trường sinh là dấu hiệu khá rõ ràng, minh chứng cho sự hứa hẹn trong sự nghiệp của bạn. Một điều đáng chú ý trong tháng này với bạn là tình hình sức khỏe. Khi khó khăn ập tới, bạn cần giữ tinh thần lạc quan, tích cực, không nên để những suy nghĩ bi quan bao vây lấy mình, để mình rơi vào trạng thái stress, căng thẳng. Tuổi Mão. Người tuổi Mão gặp được nhiều điều may mắn trong tháng này. Nếu biết chấp lấy thời cơ, bạn không chỉ đạt được thành công trên lĩnh vực sự nghiệp, tài lộc,
mà tình duyên cũng sẽ có dấu hiệu khởi sắc nhất định. Nhờ có được sự trợ giúp của nhị hợp mà tháng này bản mệnh làm điều gì cũng suôn sẻ. Bạn đã nhìn thẳng vào sự thật để đánh giá chính xác tình hình cũng như năng lực của bản thân. Nhờ thế mà đưa ra được những kế hoạch chính xác. Trên phương diện tài lộc, nhị hợp cũng giúp đỡ bạn trong việc mở rộng các mối quan hệ. Bạn có cơ hội tìm được những đối tác triển vọng, đôi bên hợp tác làm ăn có lợi. Nhờ sự đồng tâm hiệp lực, đôi bên có thể cùng chung tay giải quyết khó khăn, mở rộng phạm vi kinh doanh, tiếp xúc thêm các mối khách hàng mới. Người trẻ tuổi với nhiều khát vọng và hoài bão cũng đạt được những bước tiến đầu tiên có hy vọng. Tuổi Thìn, người tuổi Thìn phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối diện với đủ loại khó khăn trong tháng 9 âm lịch này. Nhưng cuộc đời bạn vẫn không hoàn toàn là tăm tối. Vì vậy, điều cần thiết nhất là phải giữ một tâm thế lạc quan, không sợ hãi khó khăn. Bởi đâu khắc có đó, mọi chuyện sẽ dần được tháo gỡ. Trên phương diện sự nghiệp, theo tử vi, do phải chịu tác động xấu của cục diện Thìn, Tuất, tương xung mà bạn sẽ vướng phải nhiều vấn đề. Trong khoảng thời gian này, các mối xã giao thường xuyên xảy ra vấn đề, khiến công việc cũng gặp rắc rối theo. Trên phương diện tiền bạc, bạn chớ nên bốc đồng, làm theo ý mình, không chịu nghe theo lời khuyên can của người khác. Bạn là người có năng lực hành động và quyết đoán. Tuy nhiên, đôi khi bạn không nhận định được rõ ràng tất cả mọi vấn đề. Đó chính là lúc bạn cần bình tĩnh dừng lại và suy nghĩ mọi việc cặn kẽ hơn. Thêm vào đó, đại hao cũng là dấu hiệu cảnh báo bạn chú ý nhiều hơn trong chi tiêu, chớ phung tiền vào những việc không cần thiết. Tuổi Tỵ, người tuổi Tỵ có thể yên tâm bởi về cơ bản thì bạn sẽ gặp rất nhiều điều may mắn trong tháng 9 này. Cả sự nghiệp và tình cảm đều có được những bước tiến đáng kể, khiến bạn luôn có tinh thần hăng hái, sẵn sàng bắt tay vào mọi việc. Theo tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch của tuổi Tỵ, do được nguyệt lệnh lâm quan hỗ trợ, người tuổi Tỵ tích cực và năng nổ hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Bạn không còn phụ thuộc vào bất cứ ai mà tự lập, tự chủ, hoàn thành mọi công việc một mình. Rất có thể cấp trên sẽ hài lòng với sự thể hiện của bạn và cho bạn nhiều cơ hội để thể hiện năng lực bản thân. Trên phương diện tài lộc, bản mệnh làm ăn cơ bản là tốt. Các mối quan hệ rộng rãi sẽ đem lại cho bạn nhiều ích lợi. Cộng với thái độ làm việc cần cù, chăm chỉ, bạn sẽ nhanh chóng kiếm được một khoản tiền khá khá. Tuổi Ngọ, người tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều yếu tố may mắn trong tháng 9 âm lịch. Vì thế mà bạn sẽ gặt hái được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp, tài lộc và cả tình cảm. Do có tam hợp phù trợ, bản mệnh sẽ có sự nghiệp phát triển tốt. Những người cần phải tham gia thi tuyển, học hành, nghiên cứu cũng đạt được kết quả lý tưởng. Quan hệ xã giao hài hòa cũng là yếu tố quan trọng giúp bạn hóa giải được nhiều rắc rối. Thêm vào đó, sự hăng hái nhiệt tình cũng giúp bạn sẵn sàng thử thách bản thân, bắt tay và thực hiện những kế hoạch đã vạch ra từ trước. Nguyên lệnh đế vượng cũng là dấu hiệu cát lành, chứng tỏ bạn sẽ đạt được công danh, quyền thế hơn người. Trên phương diện tài lộc, tháng 9 này cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh ký kết hợp đồng, mở rộng kinh doanh, giữ quan hệ với những đối tác, khách hàng mới. Tuổi Mùi, xem tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch của 12 con giáp, có thể nói rằng tháng này không phải là một tháng thuận lợi đối với những người tuổi Mùi. Những dự định bạn đặt ra từ khoảng thời gian trước đó sẽ vấp phải khó khăn nếu bắt tay và thực hiện, nhưng mối quan hệ cũng dần dần xuất hiện vấn đề. Trên phương diện sự nghiệp, dưới tác động của cục diện tương phá, bản mệnh thường xuyên gặp phải những chuyện phiền phức, mà nguyên nhân chủ yếu là do những mối quan hệ không hòa thuận gây ra. Phương diện tài lộc của bản mệnh cũng không có nhiều dấu hiệu tích cực. Nguyệt lệnh lâm suy cho thấy dường như bạn đang có tư tưởng an phận, được đến đâu hay đến đó, chứ không muốn tranh đấu với những người khác. Vì vậy mà bạn bỏ qua những thời cơ đáng tiếc. Tuổi Thân, về cơ bản, tháng 9 âm lịch này là một tháng khá thuận lợi đối với những người tuổi Thân. Bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, giúp sự nghiệp có bước phát triển thuận lợi. Đồng thời, tình cảm cũng có dấu hiệu khởi sắc. Nhờ có tam hội giúp sức, bạn có thể gặt hái được những thành tựu đáng ngưỡng mộ nhờ không ngừng cố gắng. Nếu tập trung vào nhiệm vụ mình đang làm, bạn có thể nhanh chóng trở thành người dẫn đầu, lọt vào mắt xanh của những người làm lãnh đạo, có cơ hội được cấp trên cất nhắc. Tài lộc của bản mệnh cũng có những bước tăng tiến rõ rệt, chủ yếu là bạn đã luôn phấn đấu không mệt mỏi. Thời gian này, bạn càng chăm chỉ, cần cù, thậm chí là bôn ba thì lại càng nhận được những kết quả rực rỡ. Tuổi Dậu, tử vi tháng 9 âm lịch này của người tuổi Dậu có tốt, có xấu,
nhưng yếu tố xấu vẫn chiếm đa số. Vì thế mà bản mệnh cần hết sức tập trung cho công việc, chú ý điều hòa các mối quan hệ nếu không muốn mình vướng phải nhiều chuyện mâu thuẫn, thị phi. Trên phương diện sự nghiệp, dưới tác động xấu của cục diện Dậu, Tuất, tương hại, bản mệnh cần chuẩn bị tinh thần đối diện với nhiều biến cố, những rắc rối có thể xảy ra bất ngờ. Phương diện tài lộc cũng không có nhiều điểm sáng trong tháng này, điều đó chứng tỏ bạn sẽ phải cố gắng hơn trước rất nhiều. Hãy luôn chú ý đến các mối quan hệ xung quanh mình, không nên dễ dàng tin theo lời kẻ khác, nếu không sẽ bị hãm hại lúc nào chẳng hay. Bạn cũng có thể phải lao động vất vả trong tháng này, nhưng công lao nhận lại chẳng được bao nhiêu. Tuổi Tuất, xin chia buồn với những người tuổi Tuất, bởi tháng này bạn sẽ phải đối diện với những khó khăn trong cả công việc và trong cuộc sống. Tốt nhất, bạn hãy chuẩn bị tinh thần trước sóng gió, tránh để bản thân rơi vào cảnh buồn rầu, chán nản, thậm chí là bỏ cuộc. Trên phương diện sự nghiệp, nguyệt lệnh lâm mộ cho thấy bạn khó có được bước phát triển trong công việc. Mọi việc không rơi vào cảnh trì trệ, trắc trở đã là may mắn lắm rồi. Bạn làm việc chăm chỉ, cần cù và chắc chắn, nhưng dường như điều ấy là chưa đủ để khẳng định bản thân. Thậm chí, đôi khi sự cẩn thận quá mức khiến bạn trở nên bảo thủ, chậm chạp hơn so với mọi người, để lỡ mất thời cơ một cách đáng tiếc. Trên phương diện tài lộc, bạn luôn cố gắng phấn đấu, mong cải thiện tài chính. Nhưng đáng tiếc là bạn luôn là người đến sau, nên khó có thể kiếm được một khoản lời lãi như ý muốn. Tuổi Hợi, tháng 9 âm lịch này cũng không phải là một quãng thời gian quá thuận lợi đối với những người tuổi Hợi. Song bạn không nên lấy đó làm buồn bã, bởi những thách thức, khó khăn là vô cùng cần thiết trên con đường phát triển sự nghiệp. Trên phương diện sự nghiệp, do ảnh hưởng của nguyên lệnh lâm tuyệt, bạn khó đạt được những đích đến mà mình đã đặt ra. Phương diện tài lộc của bản mệnh cũng không có dấu hiệu tích cực nào đáng kể trong thời điểm này. Sự lơ là khiến bạn thường xuyên bỏ lỡ những thời cơ quan trọng. Nhưng nếu biết cẩn thận hơn, bạn vẫn sẽ tìm kiếm được những mối làm ăn tương đối khá. Hãy nhớ rằng, một khi đã bắt tay vào công việc gì, bạn cần phải hết sức tập trung chú ý, tránh đầu voi, đuôi chuột, kẻo mọi công thức sẽ đổ sông đổ bể, tiền bạc cũng không cầm được tới tay. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.